Kinh số 47, Kinh Tư Sát. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Shetavana, tịnh xá của ông Anthapindika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỷ kheo, vị tư sát tỷ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được Ngài có chánh đẳng giác hay không. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ hành trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỷ kheo, vị tư sát tỷ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp. Các pháp do mắt, tai, nhận thức nghĩ rằng những pháp ô nhiễm do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo được biết như sau: Những pháp ô nhiễm do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: Những pháp ô nhiễm do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Vị ấy tìm hiểu thêm những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo biết được như sau: Những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: Những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Vị ấy tìm hiểu thêm những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo biết được như sau: Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Vị ấy tìm hiểu thêm: Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo biết được như sau: Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài. Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như vậy, vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài. Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. Vị ấy tìm hiểu thêm: Vị tôn giả tỷ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy ở đây không? Này các tỷ kheo, một số nguy hiểm không khởi lên ở đây cho vị tỷ kheo, khi vị ấy chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các tỷ kheo, khi vị tỷ kheo ấy được hữu danh, có danh tiếng, thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỷ kheo biết được như sau: Vị tôn giả tỷ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: Vị tôn giả tỷ kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị này.
Vị ấy tìm hiểu thêm, vị tôn giả này do vô úy mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, có phải do vị đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: vị tôn giả này do vô úy mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Này các tỷ kheo, nếu có những người khác hỏi vị tỷ kheo ấy như sau: những dữ kiện của tôn giả là gì, những bằng chứng của tôn giả là gì, mà tôn giả nói vị tôn giả này do vô úy mà từ bỏ, vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Này các tỷ kheo, tỷ kheo muốn trả lời một cách chân chánh phải trả lời như sau: vị tôn giả này sống giữa tăng chúng hay sống một mình, dầu cho những vị sống ở nơi đây là thiện hạnh là ác hạnh, dầu cho có những vị giáo giới hội chúng ở đây, có những vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không bị ô nhiễm bởi tài vật, vị tôn giả này không vì vậy mà khinh bỉ họ vì lý do này. Như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn, ta do vô úy mà từ bỏ, ta không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên ta không thỏa mãn các dục. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai cần phải được hỏi thêm như sau: các pháp ô nhiễm do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau: các pháp ô nhiễm do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai, những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, Như Lai sẽ trả lời như sau: những tạp pháp do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai, những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, Như Lai trả lời như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai, nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới, không có ai giống ta như vậy. Này các tỷ kheo, một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư có nói như vậy để được nghe pháp. Vì đạo sư thuyết pháp cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương. Này các tỷ kheo, tùy theo vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỷ kheo, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương, vị tỷ kheo tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một, vị ấy khởi lòng tình tín đối với bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc chánh đặc giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỷ kheo, nếu có người khác hỏi tỷ kheo ấy như sau: tôn giả có những dữ kiện gì, có những bằng chứng gì để tôn giả nói rằng Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì? Này các tỷ kheo, muốn trả lời một cách chân chánh, vị tỷ kheo phải trả lời như sau: ở đây, này hiền giả, tôi đến ý kiến Thế Tôn để nghe thuyết pháp. Thế Tôn thuyết pháp cho tôi từ vấn đề này đến vấn đề khác,
từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Này hiền giả, tùy theo Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế nào, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng, tùy theo như vậy. Sau khi chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một, tôi khởi lòng tình tín đối với bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỷ kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập, căn cứ an trú trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy, này các tỷ kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma ra, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Tư Sát thứ 47.